Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10 tháng 5 đã tuyên bố rằng Obamagate là tội ác chính trị lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ. Cụm từ Obamagate gợi nhớ đến bê bối Watergate từng làm cố tổng thống Richard Nixon mất chức, theo The Epoch Times. Vào sáng 11 tháng 5, Tổng thống Trump đã lên Twitter, nền tảng truyền thông xã hội ưa thích của mình, và đăng dòng chữ Obamagate, ngụ ý rằng cựu Tổng thống Obama đã có những động thái gây suy yếu cương vị Tổng thống của ông. Cùng ngày, ông Trump tiếp tục đăng thêm tweet, Obamagate khiến Watergate trông thật nhỏ bé. Văn phòng Barack và Michelle Obama đã không trả lời các câu hỏi của Epoch Times về những nội dung liên quan đến những nhận xét của ông Trump. Ông Trump sử dụng thuật ngữ Obamagate lần đầu tiên bắt đầu vào tháng 3 năm 2017 sau khi ông mới đắc cử cương vị Tổng thống Mỹ. Lúc đó ông đã tuyên bố trên Twitter rằng cựu Tổng thống Obama đã nghe lén các cuộc gọi của ông. Theo các tài liệu được công bố gần đây, ông Obama đã biết các chi tiết trong các cuộc gọi điện bị nghe lén giữa cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ của ông Trump, cựu trung tướng Michael Flynn và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2016, đầu năm 2017. Ông Flynn sau đó bị buộc tội nói dối FBI về chi tiết các cuộc gọi trong cuộc phỏng vấn vào ngày 24 tháng 1 năm 2017 và đã từ chức ngay sau đó. Các quan chức cấp cao đưa ra các ý kiến khác nhau về người đã thông báo các cuộc nghe lén cho ông Obama, tuy nhiên nhiều người khẳng định đó là ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia. Ông Clapper phủ nhận các cáo buộc bằng lời thề. Tổng thống Trump đã dành nhiều thời gian vào ngày 10 tháng 5 để chia sẻ các tweet từ một loạt các tài khoản, củng cố các tin nhắn lại với hai tuyên bố ngắn gọn. Một tweet được Tổng thống Mỹ chia sẻ cho thấy một meme của ông đang nhìn vào camera với dòng chữ được ghi trên bức ảnh, hy vọng là ông vui vẻ khi điều tra tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Một bài đăng khác viết, trừ khi người ta bị truy tố và bị tống vào tù, còn không thì tham nhũng sẽ tiếp diễn. Một tài khoản khác được ông Trump đăng đã cáo buộc ai đó tội phản quốc, thử hỏi ai sẽ là người đầu tiên ngoài Tổng thống Trump lên án tội danh phản quốc và yêu cầu truy tố những kẻ âm mưu trong cuộc lật đổ Tổng thống này. Ông chủ Nhà Trắng cũng chia sẻ một số bài đăng của Andrew McCarthy, cựu công tố viên liên bang, người lập luận rằng các quan chức chính quyền Obama bắt tay với FBI trong quá trình điều tra Flynn. Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ DOJ đã bác bỏ vụ kiện chống lại Flynn sau khi họ tìm thấy một bản đánh giá vào ngày 24 tháng 1 năm 2017. Cuộc phỏng vấn của ông Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Tổng thống Trump đã bị cuộc điều tra phản gián của FBI trói buộc và điều tra một cách vô căn cứ. Tổng thống Trump nói rằng tướng Flynn vô tội và có người nhắm đến việc hạ bệ cương vị tổng thống của ông. Ông nói với các phóng viên rằng ông không biết DOJ sẽ bỏ vụ án điều tra Flynn. Tôi cảm thấy điều đó sẽ xảy ra và chỉ cần chờ xem, giống như mọi người khác. Ông ấy là người vô tội. Ông ấy là một quý ông tuyệt vời. Ông đã được chính quyền Obama nhắm vào và ông đã bị họ nhắm mục tiêu nhằm cố hạ bệ một tổng thống, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ tiếp tục, những gì họ làm là sự ô nhục và tôi hy vọng họ sẽ phải trả một mức giá lớn. Một cái giá lớn phải được trả. Chưa bao giờ có chuyện như thế này trong lịch sử nước ta. Những gì họ đã làm, những gì chính quyền Obama đã làm là chưa từng có. Nó không bao giờ xảy ra. Chưa từng xảy ra. Một điều như thế này chưa bao giờ xảy ra.